Hiện nay là 4 giờ sáng, hai vợ chồng chuẩn bị đi chơi. Mới vừa đi Helsinki về tuần trước. Rồi hồi sáng vừa qua là Chủ nhật. Mới đi chơi bằng đi bằng về cũng 400 cây. Rồi cái ở trên xe cái hai vợ chồng cái quyết định hôm nay sẽ đi đến một cái vùng gọi là Punta Har, dù đẹp lắm. Tại giờ chuẩn bị giờ thay vì ở đây đó là chạy khoảng 500 cây số, bây giờ ngủ không được. Hồi nãy thì hồi sáng Chủ nhật thì đi chơi cách nhà khoảng 200 cây số, bằng đi bằng về 400 cây, về tới nhà thì 12 giờ khuya, ở 11 giờ rưỡi. Rồi cái hỏi bà xã sao em đi không em, bây giờ em mình bắt đầu nghỉ hè em đi không, cái bà xã nói đi. Đi rồi vậy thì vô được cái quyết định. Trên đường ở đây từ chạy tới đó là khoảng 500 cây, thì mệt lúc nào thì mình nằm để ngủ lúc đó, chứ cũng đặt khách sạn ở cũng đặt khách sạn rồi. Đây bây giờ thấy đó, hiện giờ đây là gần 4 giờ sáng này, 3 giờ rưỡi sáng, chạy được mấy chục cây số rồi quý vị. Quý vị thấy đây cảnh đồng quê không que à, mà mình chạy xe cái mình thấy mùi sương xuống á, mình thấy thích quá, mình nhớ lại cái cảnh mà đi đồng ruộng ở Việt Nam á quý vị. Rồi chạy được 120 cây số rồi, ghé đây đổ xăng. Đây là một cái thành phố nhỏ nằm trên con đường. Sáng sớm giờ này mới có 5 giờ mấy, mọi vật xung quanh chúng ta nó vẫn còn yên lặng quá ha quý vị. Bây giờ là 6 giờ 20 rồi. Buồn ngủ quá, mệt. Hãy ngừng lại nghỉ ngơi chút xíu quý vị. Đường vẫn nãy giờ nằm ở đây nghỉ ngơi một chút. Lần đầu tiên. Hiện giờ là hơn 9 giờ sáng rồi. Mình đã chạy cũng được gần 300 cây số, còn lại khoảng 200 cây nữa. Và ngừng ở Phần Lan á. Đất nước Phần Lan được mệnh danh là đất nước ngàn hồ đó quý vị. Bởi vì nhiều hồ nước lắm. Từ trên đường chạy, nơi tôi ở là thuộc vùng đồng bằng, mà tôi chạy đang chạy về hướng gì ta, hướng đông. Hướng đông đó là đi đang chạy về hướng biên giới của nước Nga đó bà con. Càng đi về hướng đông thì chúng ta sẽ đến gọi là khu vực hồ Saima. Đây là hồ rất rộng luôn quý vị, rộng lắm, bự lắm. Và khi chạy trên con đường này á, hồ rất là nhiều, nhiều lắm. Và cảnh nó rất là đẹp, nó nhìn nó nhẹ nhàng, thoải mái con người lắm quý vị. Đó, hiện giờ thì đang đứng giữa rừng nha quý vị. Đây là con đường chạy, con đường tắt á. Mình đi chơi thường thường á, mình thích đi chơi đây tắt lắm. Nó ngắn và nó gần hơn nhiều. Rồi xe thì ít. Rồi ít có camera nữa. Mình ở Việt Nam mình đi có phụ xế nữa, còn đây không có phụ xế nha, mình phải chạy mình một người ngậm ngậm bên cứ ngủ ngon vậy đó. Coi sao này, hồi nãy chạy ra kéo băng xuống nằm xuống nghỉ ngơi đừng tiếng cũng được mấy chục phút để có sức chạy tiếp. Đây là đường rừng đó nghe quý vị, rồi chạy cũng ok, chạy tốc độ 80 km/h ok. Thấy không? Rừng thông bạt ngàn đâu cũng thông, ở xứ Phần Lan là vậy đó. À,
ở Phần Lan á, đặc biệt đó là ví dụ mà khi gần những cái xã hay là những cái khu là dân cư có khu dân cư ở đó, người ta thường thấy là có đường đi bộ cặp một bên nha quý vị. Đấy thì đường đi bộ bên tay phải, bây giờ thì đường đi bộ qua bên tay trái. Ở nơi này là như người Việt Nam chúng ta thường nói là nơi hóc bà tó đó quý vị, nơi hóc bà tó ở Phần Lan đó. Ôi, sau mấy tiếng đồng hồ giờ chúng ta đến một cái thành phố có tên là Varkaus. Chúng ta đây vô đi lòng vòng trong cái thành phố này chơi một chút xíu nha quý vị. Bây giờ cũng coi như gần 11 giờ rồi. Hiện nay là 11 giờ 20 rồi. Mình đang đến thành phố Varkaus. Thành phố này cách nhà mình cũng khoảng chắc khoảng 370 cây số. Đây là con đường gọi là Cao Pà Ca Tù. Cao Pà là thương mại buôn bán quý vị. Đây là con đường trung tâm mua sắm của Varkaus đây. Bữa nay là chủ nhật. Bữa nay thứ hai. Thành ra rồi cũng vắng vẻ lắm. Vắng vẻ lắm. Đây thật rất đẹp nha. Ở đây có rạp phim nha quý vị. Ở đây có rạp phim trên đây. Chỗ này lác đác cũng có dân, cũng có người du lịch nhưng mà hình như là người lớn tuổi. Bọn trẻ chắc nó không thích đi đâu. Bọn trẻ nó thích đi đâu rồi chứ đâu thích đi tới đây. Gian hàng buôn bán đồ thể thao. Đồ thể thao và đồ lạnh, wow, cũng nhiều quá ha. Sau mùa hè người ta giảm giá như thế, 50%, 30%, 40%, 70%. Đấy. Giảm giá nhiều lắm quý vị. Ôi, đi tiếp. Hồi này nắng lắm hả quý vị? Ít có khi nào mà ở Phần Lan mà nó nắng như vậy. Nắng gì mà không đi chơi, nó uổng. Cái bờ hồ đó như là chắc có tàu á. Tàu á, tàu mà để cruise trên hồ á. Đẹp, chút xíu mình đi bộ chứ coi. Trên một cái con đường này ngắn thôi nha quý vị, mà có nhiều quán ăn của châu Á lắm á. Đó một cái China. Còn đây là Sài Gòn Kitchen. Quán ăn của Việt ở đây. Donut Buffet. Là món ăn buffet á. Đây. Buffet có sushi. 10 đồng salad này nó thế. Ok. Chào. Sức nhìn thức ăn chút nha. Dạ. Nhìn thức ăn tí nha. Dạ. Lần đột. Đây. Thức ăn đây. Có sushi nữa đó. Đây. Em trả tiền đi em. Em này mới lâu cho em. Quán ăn Sài Gòn, Sài Gòn Kitchen nha bà con, ở Varkaus, số 42 ở Cao Pà, Cao Pà Ca Tù. Vô ăn xong no bụng rồi, bây giờ buồn ngủ. Ai vô xe làm ngủ đi. Còn trăm mấy chục cây nó xuống Sabolina. Đây ra bờ hồ Varkaus này có cái bờ hồ đẹp lắm quý vị. Ở đây có một cái nhà hàng nè. Quán nước. Quán nước. Đẹp ha. Ôi nắng quá. Ôi bữa nay nóng. Nóng kinh luôn à.
À. Em đứng đi, khỏi ra. Đây cũng có bến tàu nhỏ nhỏ. Nói rồi, Phần Lan nó là vậy đó, đất nước nhìn hồ mà. Quay qua bên lại là có hồ, quay qua bên lại có hồ. Bơi hồ ăn hamburger thôi. Ôi, bơi hồ làm đẹp không, mát mẻ không? Đó đó. Tăng ghế nhiều nhiều cho ta ngồi chờ. Ở dưới này người ta làm trái tim quá trời trái tim luôn. Trời, hôm nay nắng phơi nắng đã luôn quý vị. Hôm nay chắc 26-27 độ nha. Ơi, thời tiết như vậy mà không đi chơi thì chừng nào mới đi chơi trời. Ôi, cái nhà đây cắt đẹp quá. Anh thích cái căn nhà này. Đẹp quá. À, nhìn thấy miêu bán rồi. Đó. Nó cho chạy bằng điện á. Điện hay bằng? Cho bằng điện á, cho bằng điện á. Hiện tại mình đang ở Savonlinna. Đang đi đến một cái lâu đài. Cái lâu đài nó được cắt ở ngoài chơi. Được lập những cái dinh hồn. Còn đảo như quý vị. Đây là bảo tàng. Còn đây là ngôi lâu đài. Nhưng mà hiện giờ thì nó nóng quá. Đi ra ngoài mới mát. Không mát đâu, nóng quá. Chắc để bữa về sẽ ghé nó. Để về ghé lâu hơn. Giờ đi tiếp. Bây giờ là còn cách nơi cái Punka Hari Hari dùng khoảng 40 cây số nữa. Để đi đến đó lấy khách sạn để nghỉ ngơi. Rồi mai mốt tính tiếp. Còn có khoảng 30 cây số nữa là tới nơi là Punka Hario. Ra khỏi vòng xuyến vào Savonlinna Punka Hario. Đi tiếp tuyến đường 14-34 km nữa. Chạy gần 500 cây cũng gần tới đích rồi. Đây là cái gì mình muốn coi, muốn nhìn. Đại khái là cái địa lý ở đây nó nhìn nó khác lạ, quang cảnh đây nhìn khác lạ những chỗ khác. Có thể mình bay mà fly cam ở trên á thì nhìn nó đẹp hơn. Từng chạy xe bên Na Uy thì Na Uy những cái đèo đồi núi nữa, cảnh trí nó còn hùng vĩ, cảnh trí nó khác nhiều. Giống như vô động thiên thai. À, quý vị thấy là tôi quay từ đầu tới cuối, từ miền Trung giờ về tới miền Nam, miền Tây tới miền Đông, thì Phần Lan ở đâu nó cũng vậy, cũng rừng thông. Đất nước nó một màu xanh. Edward quay vào. À, có chạy chị cô. Nước một màu xanh. Rồi sau khi đến nơi motel nằm nghỉ ngơi cũng được tiếng mấy 2 tiếng. Bây giờ đói bụng quá, đi ra ngoài đi kiếm ăn quý vị. Và ở đây là được gọi là trung tâm của cái phố Punka Harju đấy quý vị. Mặc dù là Punka Hario được coi là một cái nơi là thiên nhiên đẹp của Phần Lan, mà quý vị có tin rằng là đây một cái trung tâm phố nhỏ như thế này. À, theo tôi tìm ở trên mạng thì chỉ có một cái S Market ở đây và một cái Co Market nhỏ bên kia thôi. Rồi để từ từ coi còn gì nữa không. Còn ăn uống thì hiện nay tôi chỉ tìm thấy được cái nơi này là ăn là kế bập đó quý vị. Cũng tương đối rẻ.
một phần như là 9 euro. Này ăn món kế bập là cái món này thịt cũng tròn nướng. Món kế bập này giống như là món chảo quế đó, thịt cuộn ở trên cái sắt này nè, rồi ta nướng. Món này như là của người ở Trung Cảng Đông hay Africa người ta ăn nhiều lắm. Một dĩa như là 9 đồng cũng được, rẻ nhưng mà nhìn thì nó không có ngon. Ăn được thôi. Bữa nay thì coi như là không được rồi. Hôm nay bị mũi dữ lắm. Bên đó cũng là bờ hồ cộng với cái đường ray xe lửa. Đó, người Phần Lan nếu như người ta chạy xe đó, xe nhà hay là cái văn để ngủ đó, ta kéo tới đó cái ta để đó, người ta đi bộ đi trong rừng. Người Phần Lan họ thích đi bộ trong rừng, họ yêu thiên nhiên. Mùa hè ở đây thì nó ngắn ngủi lắm. Ăn nhậu vui không? Sáng sớm à. Đồng cảm cho bà con, lần đầu tiên tôi cầm cái máy này. Đó, quay qua bên đây. Mới nhẹ từ từ. Quay qua cửa luôn. Em đâu cần đem sát cửa đâu. Sát cửa đâu. Ủa nó để gì ốp gì nè. Mang ốp. Coi như là tự động nó tắt để nó hoạt tiện điện. Rồi bắt đầu mình bấm lại. Bấm lại đi. Start lại. Nhưng mà thôi vô đây bấm đi. Bấm lại đi. Bấm cách đi. Đây là cái khúc đẹp nhất của khu này đó bà con. Ở đây gọi là Punka Hariu Alu, là cái như là cái vùng, cái khu vực này là Punka Hariu. Bên đây nè, qua đây nè. Cứ mỗi một lần nó hiện lên cái đó là mình bấm vào đây hai cái. Không, bấm hai cái là kêu nó trả lời buổi ban đầu thôi. Cái nút đó. Em bấm tới đi. Bấm hai cái thôi.
nước trong lắm bà con. Nhưng quan trọng là cá có không là nó không biết à. Ui. Có những người người ta đến đây người ta bỏ xe hơi cách đây khoảng 150 cây số, rồi người ta có một cái lịch trình người ta chạy vòng bằng xe đạp. Cũng như hồi nãy trên trong khách sạn tôi gặp có một người đó, người ta đã để xe đạp cách đây khoảng 150 cây số, rồi người ta chạy vòng xe hơi. Hỏi ta chạy để xe hơi chứ, người ta để xe hơi ở một cái địa điểm nào đó, rồi người ta có xe đạp, cái người ta đem xe đạp theo, cái người ta chạy thí dụ chạy mấy ngày vậy đó. Ông đó thì ông chạy ngày nay là ngày thứ hai, ngày thứ hai rồi, cứ chạy ngày 40-50 cây số vậy đó, chạy đi ngắm cảnh thiên nhiên ở Punkaharju này đó. Là nơi là đặc sản của thiên nhiên. Như quý vị sẽ tới đây là chỉ sống và hưởng thụ cái thiên nhiên thôi. Không có shopping mall, không có quán ăn, không có pub nhiều, không có. Lành mạnh. Đây là giải trí lành mạnh đó. Thì từ đầu nào cũng vậy, từ đầu phim tới giờ quý vị biết rồi, từ lúc mà tôi chạy ra khỏi nhà tới nay thì quý vị thấy ở đất nước Phần Lan đâu cũng là rừng thông và hồ nước. Bên đó là bên tay phải chúng ta vẫn thấy là có nhiều cái người ta gọi là nhà nghỉ mát đó quý vị, nhà nghỉ hè chứ đúng hơn không có nhà nghỉ mát, nhà nghỉ hè. Và quý vị biết đây là chính phủ người ta có một cái chiến thuật nó rõ ràng, người ta không có đầu tư ồ ạt, người ta không có phát triển ồ ạt, cố ý là người ta vẫn còn giữ được cái vẻ thiên nhiên của nó.